tôi kiểm tra đã đúng rồi, dạ đúng. Kiểm tra nụ xì tinh có 100 triệu là đúng. Nhưng cái ngày 12, còn ngày 11, ngày 11 nha. Nè. Ngày 11 tháng 9 nha mọi người nha, ngày 11 tháng 9, nụ xì tinh chuyển vô cái bill mặt trận Tổ quốc ban cứu trợ là 100 triệu có tích xanh. 100 triệu có tích xanh nha. Là ngày 11 nụ chuyển vô. Nhưng mà người ta chết, cộng đồng người ta chết là không có ngày 11 nha. Rồi xong, nụ chuyển vô ngày 12. Nụ chuyển vô cái ngày 12 là ngày 12 có một ngày 12 có 100 triệu nha mọi người nha, tại vì ngày 11 nụ che nụ nụ chuyển vô nhưng mà không có tiền nha. Người ta lên người ta chết, người ta nói là nụ họ nổ nha, nụ làm biêu giả cho mặt trận Tổ quốc 100 triệu nhưng mà ngày 12 là có nha mọi người nha. Nè. Ngày 12 là có chứ không phải là không. Ngày 12 là có. Tại sao mà em đăng lên mọi người đều chửi em, tại vì người ta vô chết được là ngày 12 là có thì em cũng nói là ngày 12 có mà. Đó. Cái đây là mọi người cứ vô là sao kê là nó ra nha, mã số của nụ đăng lên là nó sẽ có nha mọi người nha. Nhưng mà em nói cho mọi người nghe nè, bà nụ á, bà làm tin nhắn nha mọi người nha, bà làm tin nhắn người ta là ngày 12 tháng 9, cái sao kê á, cái sao kê là ngày 12 tháng 9 năm 2024, nó không có hàng gạch nha, nó thẳng băng luôn nè. Cái này là bên sao kê là thiệt nha. Còn một nè, ngày 12 là ở bên này rồi á, tiền 100 triệu là ở bên này, còn riêng nụ á, cái bill á, riêng nụ cái bill á mà nó làm chung nó gộp như vậy nè đó, đáng lẽ là 100 triệu ở một, đáng lẽ là cái ngày thì nó nằm mép bên này và 100 triệu nó nằm ở bên này, thì cái này nụ mới 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 làm, nụ mới làm bill, làm bill là ngày với lại 100 triệu này luôn. Còn ở sao kê ở trong mặt trận Tổ quốc nha mọi người nha, cái số tiền 100 triệu nó không có nằm ở trong cái này mà nó nằm mép riêng, còn nụ là vô thẳng 100 triệu ở trong tin nhắn luôn. Thì người ta nói nụ á là làm bill giả là đúng, đúng, người ta nói nụ làm bill giả là đúng, tại vì nụ đang sống ở Mỹ cho nên cái ngày và cái giờ nó khác hoàn toàn luôn. Nụ làm bill giả là hoàn toàn đúng nha mọi người nha. Rồi mọi người biết sao không, người ta lên người ta hốt nụ cho nên nó nụ mới bỏ ra 100 triệu để chuyển khoản vô đúng cái ngày 12 và cái giờ giống y chang như vậy đó nha mọi người nha, và cái giờ giống y chang như vậy luôn. Cho nên họ làm nụ làm như vậy để cho mọi người biết là người ta không có nói nụ là sống ảo, là phải dân có tiền nói cho người ta nghe, tại vì hả, em út của nụ mà, cháu của nụ mà, là rong dân giữ tiền mà, toàn nước mà. Trời ơi, em ở Mã Lai nè, lính của cháu nụ nè, mà em không nhắc tên chị đó nữa nha, lính của cháu nụ nè, em đi chơi với những người lính của cháu nụ nè, tất cả bên đây người ta cũng đều nói cháu nụ giữ tiền ở bên Malaysia, mà chẳng lẽ bây giờ nụ hả, để mặc cho cháu nụ hả là không có mặt mũi đúng không? Mọi người cứ lên coi tin nhắn, cứ nghe em chép tin nhắn coi cái bill của nụ này, nụ còn còn đăng ở trên đó mà nè, bill ngày 11 ở dưới là ngày 12, tại vì nụ tính toán rất là kinh khủng luôn, tính toán là ở bên Mỹ là 12 giờ nhưng mà cái bill này là không có nha mấy má nha, không có, bởi vì người ta mới chép được là nụ không có chuyển, nụ không có chuyển. Nếu như mà nụ, tại vì cái ngày hôm đó là nụ đã đăng lên là người ta chép được là nụ không có chuyển, cho nên người ta lên người ta post nụ nha, nụ xì tin, người ta lên là người ta phốt nụ xì tin, cho nên nụ xì tin mới ngày 12 mới ói đúng cái ngày đúng cái giờ đó mới ói ra 100 triệu nha, mới ói ra 100 triệu để cho mặt trận Tổ quốc, cho để có tiếng ăn tiếng nói với người ta, có thể chữ hoa hậu Phương Lê, chữ chú Vũ Luân, chữ bà Ngân Tráng Dồ đó là này nè. Đó, đây là cái bill này ở trên này nha, cái bill chuyển tiền tích xanh luôn, chuyển tải thành công 100 triệu mà ngày 11 tháng 9 năm 2024, ở dưới là ngày 12 tháng 9. Còn ở bên đây nè, đáng lẽ ai không tin thì vô sao kê mặt trận Tổ quốc nha, vô sao kê mặt trận Tổ quốc nó không có, ví dụ là nó không có một vàng á, mã số 52 52 510 nè, ngày 12 xẹt một cái tháng 9 xẹt cái năm 2024, nhưng mà cái sao kê nha, cái sao kê của nhà nước nha nè, cái sao kê của nhà nước nha, vô chết mã số của nụ đăng lên nha mọi người nha, thì có 100 triệu, nhưng mà hả, cái ngày tháng nè, cái ngày tháng trong cái sao kê của chính phủ nhà nước nè là ghi một đường thẳng luôn, ngày 12 tháng 9 2024 không có xẹt nha mấy má nha. Còn á, ở trong cái khung đây nè là người ta không có để 100 triệu nhưng mà người ta để 100 triệu bên nét này, còn riêng nụ á, còn riêng nụ là cái tin nhắn của nụ có riêng trong luôn, ở trong này ở trong mặt trận Tổ quốc là 100 triệu nhưng mà mép này cũng có 100 triệu, và đáng lẽ là bên mép phải á, là 100 triệu, bên mép trái á, là ngày tháng, còn đây hả là nụ ghi liền luôn. Nói chung là cái tin nhắn với lại cái sao kê ở trong cũng khác hoàn toàn, nhưng mà trong sao kê thì có 100 triệu nha, còn cái bill mà chuyển tiền về có tích xanh là bill chuyển ngày 11 nha. Nói chung là cái này á là có tính toán, em nói thiệt cái này là có tính toán, cho nên họ người ta không biết, người ta lần lúc đầu á là chưa lên sao kê á, chứ lúc đầu là chưa lên sao kê á thì ai cũng chuyển được đó, như Võ Việt Văn cũng vậy mọi người, người ta chuyển 25.000 mà họ làm cái bill thành 25 triệu đó, người ta cũng chết giá. Còn riêng nụ, nụ kết nụ không, nụ chuyển 500.000 mà họ nụ làm cái bill lên 100 rồi nụ lên nụ chuyển người ta thì tất nhiên là người ta phải đi chết. Chết sao là ngày 11 là không có bill, là ngày 12 là có bill, công nhận là ngày 12 có, nhưng mà ngày 11 nụ nụ là ngày 11 nụ nói là nụ chuyển vô cái bill, nụ đăng lên thì tất nhiên người ta phải đi, người ta chết nụ rồi, người ta chết bỏ Việt Văn được thì ta tất nhiên ta phải chết nụ rồi, tại vì nụ phe của cháu nụ hả là ăn cướp mà, cho nên nói là người ta phải chết. Nếu như có ví dụ lần đầu như lúc trước mà em không biết gì thì em vô tư em vô tình ai đăng lên sao cũng được,
còn riêng mình đã bị vết đen rồi thì tất nhiên người ta chết hết trơn á nha nụ. Rồi hả, là bây giờ hả, là lên hả, tất cả hả, em nói hôm qua giờ em đăng lên một cái thôi mà hả, ai cũng vô ai cũng chửi em. Em nói thiệt, em không còn là mọi người chửi em đúng hay chửi em sai, nhưng mà nếu như mà fan, cái fan đàn bò nó mà còn vô chửi em nữa thì em càng bem nữa, em càng xoay nữa nha mấy má. Nụ là chuyển biêu giả ngày 11 nha, còn ngày 12 là nụ mới chuyển vô 100 triệu, đích xác là 100 triệu. Còn ngày 11 là biêu giả, cho nên người ta lên la làng. Người ta la làng xong hả, là nụ sợ quá, không có lời ăn tiếng nói trong hả, ở trong cộng đồng mạng nữa, cho nên là nụ bỏ 100 triệu ra để hả, nụ hả, lấy lại cái danh tiếng của mình. Thì tất nhiên mọi người vô cái sao kê đó, là mọi người vô mã số đó là mọi người sẽ biết. Tại vì trong khi một khi đã người nghĩ đi, cháu của nụ là chuyển tiền quốc gia nha, biêu rất là nhiều nha. Trong điện thoại bill rất là nhiều nha mọi người nha, nên nhớ một điều đó, trong điện thoại bill rất là nhiều nha. Cho nên họ là làm như thế nào, tất cả như thế nào, người ta dân làm ăn, dân kinh doanh, dân rửa tiền, cái đầu nó rất là ghê, cái đầu nó rất là thông minh. Mọi người thường thấy không hả, nụ cháu đụ lên nó, trời ơi cháu tao cũng xíu, nó rất là thông minh, nó nói chung là ai cũng đều nói là chị cháu của nụ đều thông minh hết. Cho nên họ là việc này em nghĩ là cũng rất là thông minh á, thực sự cũng rất là thông minh nha. Ai tin thì tin, còn tin thì thôi nè, cứ vô mặt trận Tổ quốc với lại tin nhắn của nụ, rồi xong chụp coi những cái photo mà nụ đăng lên, rồi vô mặt trận Tổ quốc coi thử cái ngày nó thẳng băng luôn. Mặt trận Tổ quốc là sao kê nó thẳng băng luôn, còn riêng nụ là cái tin nhắn nó vẫn có sẹt sẹt sẹt. Em hỏi nụ là chết ở đâu, cái web đó là ở đâu, nụ có thể cho em cái web đó không, em chết ra được không? Nếu như mà em chết mà ra được nó có sẹt 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 thì em sẽ lên em làm clip, em nghỉ chơi một tháng TikTok và em xin lỗi nụ, ok chưa, chấp nhận chưa, chấp nhận ok thì hỏi cho em cái web nha. Ai mà có web sao kê 2 thì cho em lên em coi thử, em vô em chép thử coi thử là cái tin nhắn giữa của nụ nó có giống như là ở trên màn hình của nụ chụp hay không, với lại hở cái sao kê của chính phủ, à cái sao kê của chính phủ của mặt trận Tổ quốc đó, là cái sao kê mặt trận Tổ quốc là hiện tại là em đang có ở trong điện thoại và em có web luôn. Sao kê mặt trận Tổ quốc là em có web và có ở trong điện thoại luôn. Em thấy tin nhắn nó khác hoàn toàn với lại sao kê của nụ luôn, nhưng mà nụ vẫn có 100 triệu trong mặt trong tài khoản này, thì người ta đều công nhận là nụ có chuyển tiền nha. Nhưng mà tất cả cái đó thì còn một cái bill của bên nụ á, và cái bill sao kê của bên nụ á, thì hai cái nó khác hoàn toàn giống như cái bill ở bên mặt trận Tổ quốc. Thì bây giờ em nói nha, nếu như mà bà nụ bà chuyển tiền mà cái lần sau lần hai vào cái ngày 12 thì em đố nụ dám đăng cái ngày 12 lên cho tụi em coi. Tại vì biết làm sao không, nếu như mà cái ngày 12 á mà nụ á mà đăng lên á thì tất cả mọi người á sẽ bem nụ nữa, đúng không mọi người? Tại vì hả, cái ngày 11 nó nụ đã đăng lên rồi, nụ đã lỡ đăng lên rồi, và nụ sẽ lấy hả tất cả những cái tin nhắn của ngày 12 nụ ghép vô cái sao kê nha, nụ ghép vô cái sao kê rồi nụ sẽ chỉnh sửa nữa. Cho nên vì vậy em nói thiệt với mọi người nha, bill ngày 11 là giả, bill ngày 12 là đúng, và nụ lấy cái sao kê của ngày 12 nụ có điền thêm số tiền thông tin là 100 là bao nhiêu, chứ em đố nụ nha. Tại vì cái sao kê của chính phủ của mặt trận đó nha, của chính phủ mặt trận nha, tiền nó nằm ở đây, không phải tên nó nằm chính giữa nha, tên nó nằm chính giữa và một chồng ngày tháng nằm chính giữa luôn nha. Còn mép bên này là mép bên này là ngày tháng, còn mép bên này là số tiền nha nụ nha, nên nhớ điều đó nha. Nó không, nó khác hoàn toàn với cái sao kê của nụ nữa, nhưng mà mong là nụ đã hoàn thành số điểm, nụ đã chuyển vô 100 triệu trong mặt trận Tổ quốc nha, có chuyển trong mặt trận Tổ quốc vì cộng đồng bem nụ quá, vì cộng đồng hả đã chết ra hả, nụ là cái người chuyển biêu giả, nụ sợ không có lời ăn tiếng nói trong cộng đồng nữa, cho nên hả là nụ phải bắt buộc bỏ ra 100 triệu thay mặt mặt trận Tổ quốc. Cảm ơn nụ nha, nụ nha.